Johnny Đạn là ai? Bí ẩn về gia tài khủng của Johnny Đạn. Sở hữu cho riêng mình công ty kinh doanh đồ xa xỉ quy mô bậc nhất thành phố Houston, được tạp chí Forbes vinh danh là một trong số ít người Việt Nam thành danh trên đất Mỹ, cùng hàng loạt những siêu xe đắt giá nhất thế giới. Là người đứng sau những mốt chơi hàng động như răng đính vàng hay dây chuyền kim cương của những Justin Bieber, Snoop Dogg hay mới đây là Kobe. Johnny Đạn, cái tên gần đây được tìm kiếm và quan tâm hàng đầu trên mạng xã hội. Vậy Johnny Đạn là ai? Xuất thân của ông ra sao? Sự thật về khối tài sản khổng lồ mà ông đang sở hữu hay những bí mật về các đồng coin đang nắm giữ? Và liệu có mối quan hệ hay sự sắp xếp nào sau những video gần đây của ông và Kobe hay đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ? Ngày hôm nay, hãy cùng Thế giới sự thật đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc ấy. Nếu các bạn là fan của Johnny Đạn hay biết gì về những bí mật của ông, đừng quên để lại một comment mà bạn biết xuống bên dưới nhé! 1. Sở hữu khối tài sản kết xù. Hơn 20 năm kinh doanh trong lĩnh vực trang sức, phục vụ hơn hàng nghìn khách hàng với những tên tuổi đẳng cấp thế giới. Có thể nói, ông đang sở hữu cho mình một sự nghiệp thành công, tên tuổi lẫy lừng. Đi với đó, ông đang sở hữu cho mình những khối tài sản kết xù. Theo những ước tính của chuyên trang Celebrity Net Worth, một chuyên trang tổng hợp và ước tính tài sản của những người nổi tiếng, tài sản ròng của ông hiện tại dao động hơn 20 triệu đô, tương đương hơn 500 tỷ đồng tiền Việt. Không chỉ vậy, ông còn sở hữu hàng loạt những siêu xe đình đám thế giới. Trong lần chia sẻ với Forbes, chúng ta dễ dàng bắt gặp được. Nổi bật nhất kể đến chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SV được sản xuất giới hạn chỉ 600 chiếc trên toàn thế giới với giá hơn 400.000 đô. Chỉ nổ máy thôi cũng mất 3 tô phở. Nhìn đã. Mình không phải là dân mê xe. À. Thấy mấy kia nói mua chiếc này đẹp chơi mua thôi cũng chả rành. Siêu phẩm tiếp theo trong gara nhà ông có Rolls-Royce Ghost với hai tông màu trắng và vàng được Johnny Đạn mua với giá hơn 300.000 đô. Bên cạnh chiếc Bentley màu trắng tinh khiết dành cho phu nhân đi chợ cũng có giá lên tới gần 200.000 đô. Xa xa vẫn còn vài chiếc khác chỉ dùng để đi khi trời mưa. Quả là một gia tài khổng lồ và chúng ta có thể thấy được độ chịu chơi của ông vua kim hoàng này phải không các bạn? Không dừng lại ở đó, để bảo vệ an toàn cho bản thân, ông còn thuê hàng ba chàng vệ sĩ cao to với thân hình vạm vỡ, vừa nhìn thấy đã khiếp sợ và dè chừng. Bởi vì bản thân ông luôn xuất hiện với hình ảnh đeo rất nhiều trang sức đắt tiền trên người, chính vì vậy bắt buộc phải có vệ sĩ kề bên. Mỗi tháng, ông có thể trả cho mỗi vệ sĩ với mức lương kết xù lên đến 5.000 đô một tháng, tương đương hơn 130 triệu đồng. Theo đó, trong rất nhiều clip được chia sẻ, trong số 3 vệ sĩ của ông, nổi bật nhất có anh chàng vệ sĩ tên là Big Mike, gần đây gây được khá nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Mới đây, khi vô tình có mặt trong buổi livestream gặp gỡ Johnny Đạn của Forbes, vệ sĩ của triệu phú Kim Cương đã có hành động khiến cư dân mạng chú ý. Cụ thể là khi mọi người đang di chuyển trên đường và trò chuyện cùng nhau. Khi có người lạ xuất hiện, cảm giác rằng vị triệu phú đô la có thể sẽ gặp nguy hiểm, người vệ sĩ này đã nhanh chóng tiến về phía trước để che chắn cho thân chủ của mình. Một chàng vệ sĩ rất chuyên nghiệp phải không các bạn? Tuy nhiên, trước khi đạt được sự thành công như hiện tại, bạn có thắc mắc Johnny Đạn xuất thân như thế nào không? Cơ duyên nào giúp ông có thể giàu có đến vậy? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây nhé! 2. Xuất thân. Johnny Đạn sinh ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào năm 1974. Thời niên thiếu, ông theo học nghề kim hoàng. Theo lời khuyên của cha anh, ông đến với đất nước Mỹ sầm uất với hai bàn tay trắng. Mình qua Mỹ năm 1996, một thế giới đầy xa lạ. Với hai bàn tay trắng thì đó là bắt đầu mình làm việc. Tại Mỹ, ông bôn ba và kiếm sống với công việc đầu tiên là một người thợ bạc với mức lương tháng đầu tiên chỉ vỏn vẹn 500 đô. Tuy nhiên bằng sự thông minh và tầm nhìn rộng, ông nhanh chóng nhận ra có nhiều sự khác biệt trong cách chế tác các màu trang sức ở Mỹ so với Việt Nam. Và đó cũng chính là một trong những điểm khởi đầu cho sự nghiệp lẫy lừng sau này của ông. Tại Mỹ, ông đã nhanh chóng nắm bắt được xu hướng trang sức làm bằng phụ kiện được ưa chuộng hơn hẳn châu Á, đặc biệt là giới hip hop và giới rapper. Sau đó, Johnny Đạn liên tục dành thời gian nghiên cứu, học hỏi các công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm ấn tượng. Vào năm 1998, Johnny Đạn quyết định mở cửa hàng riêng cho mình trong một trung tâm thương mại, lấy tên là TV Jewelry. T là Tuấn, tên tiếng Việt, còn V là Việt Nam. Từ đó, ông cũng dần nhận ra được niềm đam mê và con đường sự nghiệp của mình. Bước ngoặt cuộc đời của ông chỉ thực sự bắt đầu khi gặp gỡ Paul Wall, một rapper kim doanh nhân vào năm 2002. Khi ấy, những chiếc răng đính kim cương chính là xu hướng toàn cầu với những rapper. Và chính Paul Wall đã giúp ông tiến sâu vào sân chơi hip hop và tạo cho Johnny Đạn các mối quan hệ cũng như cơ hội làm ăn với những rapper hàng đầu thế giới sau này. Một khoảng thời gian sau, ông nhận thấy rằng mình không thể làm giàu trên mảnh đất của người khác được. Do đó, ông quyết tâm mua cho mình một tòa building có giá lên đến 1,4 triệu đô, tức gần 35 tỷ tiền Việt. Ông bắt đầu hành trình gian nan để xây dựng lên tòa nhà này.
ước tính chi phí hoàn thành lên đến 4 triệu đô. Và thành quả đạt được đó là một tòa building, tiệm vàng sang trọng, tiện nghi và lớn bậc nhất nước Mỹ, với tên gọi Johnny Dan & Co. 3. Ông vua đồ xa xỉ, Kim Hoàng. Sự nghiệp của ông phất lên như diều gặp gió sau cuộc gặp gỡ đỉnh mệnh với rapper Paul Wall, vốn là một người có mối quan hệ sâu rộng trong làng nhạc hip hop và rap. Paul Wall dễ dàng kết nối Johnny Dan với những người nghệ sĩ khác, từ đó mang lại những mối làm ăn béo bở sau này. Tên tuổi Johnny Dan chỉ thực sự biết đến rộng rãi khi vào năm 2006, ông cùng với Paul Wall và rapper Nelly hợp tác phát hành bài hát riêng mang tên Grills. Các tác phẩm của Johnny Dan được cho là nguồn cảm hứng và xuất hiện trong video này. Ca khúc này về sau đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard và đưa tên tuổi người thợ Kim Hoàng gốc Việt nổi như cồn. Trong MV, nếu bạn để ý kỹ, bạn sẽ thấy có sự xuất hiện của ông. Lượng đơn hàng từ đó cũng bay tới top và dĩ nhiên doanh thu của công ty cũng tăng chóng mặt. Trong hơn 20 năm trong nghề, với tư duy không ngừng đổi mới, các sản phẩm độc đáo của ông luôn bắt kịp xu hướng thời thượng. Những món đồ độc có 102 luôn được ông cho ra mắt với những viên kim cương tròn hay kim cương có màu sắc lạ. Trên trang cá nhân, ông thường chia sẻ ảnh chụp cùng loạt nghệ sĩ nổi tiếng với bộ grill lấp lánh khi họ đến thăm cửa hàng Johnny Dan & Co, rộng tới 1.400m², trông như cung điện thu nhỏ của ông. Trong số này, có nhiều rapper nổi tiếng thế giới, có thể kể đến như Snoop Dogg với bộ ring kim cương độc nhất vô nhị vào năm 2020, hay bộ dây chuyền được bọc xung quanh bởi kim cương cho rapper Nelly. Tất cả được ông đang chia sẻ và đăng trên kênh YouTube, có gần 900.000 lượt subscriber. Không chỉ vậy, sản phẩm của ông cũng là sự lựa chọn của rất nhiều sao số khác trên thế giới như Justin Bieber, Madonna, Beyoncé. Tại Việt Nam, cái tên Johnny Dan cũng được các rapper nhắc tới trong bài hát như một cách để bày tỏ sự ngưỡng mộ với thành quả của ông vua Kim Hoàng đạt được. Tuấn Hưng, Suboy, Binzy và Hồ Ngọc Hà là khách hàng của ông khi lần lượt sở hữu những bộ grill kim cương mang thương hiệu Johnny Dan cho riêng mình. 4. Mối quan hệ rộng và khả năng kinh doanh đỉnh cao. Thành công của Johnny Dan không tự nhiên mà đến, bằng khả năng kinh doanh thiên tài và nắm bắt thời cơ nhanh nhạy của mình đã giúp ông đạt được những thành công như hiện tại. Tại Mỹ, tên tuổi của ông được ví như một rapper hạng A, mặc dù chính ông từng chia sẻ ông không biết rap. Trong video mới đầu trên kênh Khoabook, ông đã chia sẻ với những tuyệt chiêu móc túi khách hàng đỉnh cao và khiến anh chàng Khoabook này vốn chỉ có ý định chi 200 triệu đồng cho dây chuyền kim cương. Nhưng bằng tài năng bán hàng của mình, ông đã khiến cho Khoabook bỏ ra gần 1 tỷ đồng cho lần đặt hàng này. 39.831.500. Rồi, đưa kẹt đây. Cái này nhờ kẹt. Quả là một bậc thầy bán hàng phải không các bạn? Ngoài việc kinh doanh đồ xa xỉ, khối tài sản của triệu phú gốc Việt này còn đến từ một đồng coin bí ẩn mà ông đang sở hữu. Bạn có thắc mắc đồng coin này là gì không? Và giá trị của nó hiện tại như thế nào? Chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu nhé! 5. Bí ẩn về đồng coin đang sở hữu. Trong chuyến du lịch California cùng Khoabook, cả hai có những chia sẻ khá chi tiết về đồng coin mà ông đang sở hữu. Theo đó, Khoabook hiện có thể đang sở hữu hơn 6.000 Diamond Boy coin, có giá trị lên tới hàng triệu đô. Còn riêng ông đang sở hữu đâu đó 300-400 triệu coin, theo như chia sẻ trong video. Bộ phí anh hết chưa? Bộ phí anh còn 200 giờ còn nhiêu? Còn nhiêu hả? Nhiều lắm á. 300 lần á. Coi của anh Đặng là nó tính bằng ngàn coi, nó tính bằng trăm triệu coi, tỷ coi. Diamond Boy Coin là đồng coin do chính Johnny Dan phát hành. Gần đây được chú ý khá nhiều trên mạng xã hội cũng như giới đầu tư tiền ảo. Mối quan hệ gần đây của bộ ba siêu giàu Khoabook, Johnny Dan, Vương Phạm bỗng chốc trở thành hiện tượng được cộng đồng mạng nồng nhiều quan tâm theo dõi. Chính vì vậy, nhiều người thắc mắc vì sao Johnny Dan lại kết thân với hai YouTuber này. Trước thắc mắc này, Johnny Dan đã lên tiếng trên kênh TikTok cá nhân của anh. Thực sự mình, Vương Phạm với Khoa cũng mới gặp đây sau này thôi, cũng nhưng có may mắn là anh em cũng thân thiện là bởi vì ai cũng rất là thật thà, hiền và vui tính. Đặc biệt, bộ đôi Khoabook và Johnny Dan được quan tâm hàng đầu với những cuộc ăn chơi sang chảnh lên đến hàng ngàn đô cho một bữa ăn. Thậm chí, cả hai cùng thuê riêng cả trực thăng để đi dạo và khám phá thành phố New York. Bạn có thấy nể phục về độ giàu có hay sự chịu chơi của triệu phú gốc Việt này không? Bạn ấn tượng điều gì về ông vua Kim Hoàng này? Hay chàng vệ sĩ ngạo ngỡ cao hơn 2m và nặng tới 150kg? Bạn có mong muốn bộ đôi Khoabook và Johnny Dan sẽ tiếp tục kết hợp và ra mắt những video tiếp hay không? Hãy comment về điều làm bạn ấn tượng nhất trong video này nhé! Và đừng quên nhấn like và subscribe để đón xem những nhân vật nổi tiếng sẽ tiếp tục xuất hiện trong những video lần tới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau!